Những năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Cạn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để khích lệ hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Vận động hội viên nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, cây, con giống, phân bón để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, triển khai các phong trào, hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Thông qua phong trào, nhiều hộ có điều kiện kinh tế khá giả đã giúp đỡ giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, hộ nghèo, gia đình khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ nông dân về cây, con giống, vốn, thức ăn để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.